Trong bối cảnh biến thể Omicron của virus Corona rất dễ lây lan, một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xem xét lại việc sử dụng khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang vải. Đây có còn là lá chắn an toàn bảo vệ người dùng khỏi sự xâm nhập của virus? Hãng tin CNN dẫn lời Tiến sĩ Lena Wen, bác sĩ cấp cứu đồng thời là giáo sư thỉnh giảng về chính sách và quản lý y tế tại trường Đại học George Washington nói: "Khẩu trang vải chỉ đơn thuần là đồ trang trí trên mặt, chúng không thể ngăn ngừa được biến thể Omicron." Đây là điều mà các nhà khoa học và các quan chức y tế cộng đồng đã nói tới trong nhiều tháng qua. Chúng ta cần đeo ít nhất một khẩu trang phẫu thuật ba lớp, còn được gọi là khẩu trang dùng một lần. Loại này có thể mua ở hầu hết các hiệu thuốc và một số cửa hàng tạp hóa và bán lẻ. Bạn có thể đeo khẩu trang vải bên ngoài, nhưng đừng chỉ đeo duy nhất một loại khẩu trang vải đó. Tốt nhất, ở những nơi đông người, bạn nên đeo khẩu trang KN95 hoặc N95. Chuyên gia này cho biết thêm, khẩu trang KN95 hoặc N95 ôm khít mặt hơn và được làm từ các chất liệu nhất định như sợi polypropylene. Những loại khẩu trang này giúp ngăn chặn các hạt nhỏ lọt vào mũi hoặc miệng của người sử dụng trong khi vẫn cho phép họ hô hấp hay nói chuyện bình thường. Trong những tháng đầu tiên của đại dịch, các chuyên gia y tế không khuyến khích công chúng mua khẩu trang N95 vì khi đó các nhân viên y tế thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân. Tuy nhiên, hiện giờ nguồn cung khẩu trang N95 không thiếu, Tiến sĩ Quen nói. Tuy nhiên, chỉ dẫn gần đây nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ về việc chọn, đeo, vệ sinh và bảo quản khẩu trang đúng cách lại khuyến cáo mọi người nên tránh dùng khẩu trang N95 mà thay vào đó là khẩu trang có hai hoặc nhiều lớp vải có thể giặt được và thoáng khí. Theo tiến sĩ Quen, đó là một sai lầm lớn vì Mỹ không có văn hóa đeo khẩu trang và mọi người không thích đeo khẩu trang. Thì ít nhất hãy khuyên người dân dùng lại khẩu trang hiệu quả nhất. Chuyên gia này cho biết các quốc gia khác gồm cả Đức và Áo đã thay đổi các tiêu chuẩn của họ và yêu cầu sử dụng khẩu trang phẫu thuật ở một số khu vực nhất định. Các chuyên gia y tế Mỹ cho hay, khẩu trang vải, loại được khuyến khích sử dụng trong giai đoạn đầu của đại dịch, có thể lọc các giọt bắn lớn. Trong khi đó, các loại khẩu trang hiệu quả hơn như L95 có thể lọc cả giọt bắn lớn và các hạt không khí nhỏ hơn. Theo CDC, khẩu trang N95 có thể lọc tới 95% các hạt trong không khí, Khẩu trang phẫu thuật hay khẩu trang dùng một lần ít hiệu quả hơn loại N95 khoảng 5 đến 10%.